Vâng, trận đấu đầu tiên, trận đấu đầu tiên giữa Hà Nội và Song Long thi đấu với Liên Quân Thái Bình Indoor chuẩn bị được bắt đầu, trận đấu bắt đầu rồi. Vâng, Chín Ích cầm sang. Sumer Fominan Egypt là quân bên phía của Liên Quân Thái Bình và Indoor, còn bên phía của Hà Nội và Song Long có Chín Ích cầm sang. Tuti cầm cho Son, Long Kang Baby và cuối cùng là Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi cầm Minoan. Chúng ta sẽ theo dõi màn hình của 9X. Trận này em cầm xem. Vâng, đóng S đầu rồi. Cạnh nhà chính của 9X thì cũng có một cây gỗ khá gần. Đàn hươu đầu của 9X có 4 con ngay gần cánh rừng. Do đó em thiết kế ngay chiếc S đầu tiên. Đội hình gia quân bên phía của Hà Nội và Song Long bao gồm có 9X, Tuti, Hoàng Mai Nhi và Long Kang. Đội hình gia quân bên phía của Thái Bình và Indoor Game bao gồm có UV, Bắn Chim, Lady Aga và Tôm. Vâng, một nông dân đang được 9X đẩy đi dò quanh nhà của mình. Lúc này thì đã thấy được mỏ quả đầu. Em đóng chiếc S đầu tiên. Vâng, thêm một đàn hươu nữa rồi. Vâng, thêm quả phụ luôn. Em đi nửa vòng quanh nhà thôi, đã thấy đồ đầy đủ để lên đời rồi. Một con sư tử đứng khá gần nhà chính của em, ngay lập tức được phi ngay. Vâng, lúc này em đang bắt đầu chuyển dân sang ăn quả. Rất sớm, phút thứ 3 đã có ngay chiếc BG rồi. Vâng, rất tinh tế trong pha đồ thực vừa rồi. Hôm nay thì dường như em đã không thèm dò nữa. Năm nông dân đang được chính để lên để ăn quả phụ chăng? Vâng, quyết định ăn quả phụ trước rồi. Đàn hiệu thứ hai, tức đàn hiệu phụ của 9X ở ngay cánh rừng đầu luôn. Map phát triển của 9X có thể nói rằng là siêu nhỏ. Vâng, trận này khả năng 9X sẽ đánh ít dần và châu chém. Chém phụ ngay từ những phút đầu tiên. Số thực đang được 9X dồn lên rất nhanh. Em lên thiết kế thêm chữ S nữa rồi. Sau đó sẽ đá đàn hiêu quay về. Vâng, do điều kiện của phòng thi đấu, do đó thì hôm nay hai team cùng thi đấu ở tại 124 Đại La và cùng một tầng. Vâng, 7 phút 24 em kích đời với 25 dân sang, cực chuẩn. Vâng, dân của em đang đẩy ra để đóng BB. Một chiếc BB được ken ngay phía trước, nhà rất kín. Vâng, thời điểm gần lên đời rồi, em ra để đóng nhà điều kiện. BL sẽ được trò ra phía ngoài, còn BM sẽ đóng ngay bãi gỗ. Vâng, chính xác là như vậy. Thực đã đủ từ rất sớm, lúc này thì em đang đóng gấp rút. Vâng, 9 phút 56, em kích đời với 26 dân sang.
Vâng, ngựa giò của 9x đã ra rồi. Em để ngay xuống góc 9 giờ. Gặp rồi. Map rất dị. Map này lỗi linh tinh, do đó thì là em gặp nhà đối phương rất gần. Đó là nhà của mồ 4 Yugi. Vâng, chưa thèm đẩy giò vào. Đẩy vào lúc này thì sẽ khiến cho Yugi bị phát hiện ra ngay. Em chờ chém ra thì sẽ chém cả thể. Vâng, quyết định tấn công rồi. Giò đầy đủ công giáp. Dường như Yugi cầm Summer dần rất trâu. Vâng, lúc này thì giò của Yugi đang phóng lên nhà của 9x. 9x lên đời rồi. Vâng, em nâng cấp bánh xe và sau đó thì sắp một loạt đạn. Yugi trận này cũng đánh chém và đang bo kín bãi vàng của mình. Vâng, bãi vàng của Yugi đã kịp bo kín rồi. Giò của Yugi đã vòng ở sau nhà của Summer rồi. Vâng, vậy ai định giết giò? Không thành công. Đường tấn công vào khiến cho 9x đã khá vất vả. Vâng, vẫn chưa bo được kín. Lúc này thì lạc đà của 9x đang cố lao vào. Vâng, cẩn thận chết giò. Lạc đà của Yugi đã kịp ra rồi. Và cuối cùng thì Yugi cũng đã kịp bo kín. Rất kinh nghiệm. Vâng, vẫn còn một khe vào từ phía nhà của Yugi xuống nhà của 9x. Tuy nhiên thì 9x vẫn chưa bo bế thì phải. Ồ vâng, có vẻ như bo rồi. Lúc này thì 9x bắt đầu mới để ý và bo kín lối vào nhà mình. Vâng, 9x đã đẩy sâu vào trong cánh rồi. Trận này thì map khá dị, do đó thì khả năng các nhà bên phía của Liên Quân sẽ nằm rất lộn xộn. Vâng, con ngựa giò của Yugi đã thấy nhà của 9x, lúc này đang chọc vào đội ruộng. Tới nhà của Tôm rồi. Tôm trong cánh đánh cung. Vâng, Phonesian. Lúc này thì lạc đà của 9x đang cố gắng chém những con cung của Tôm. Lúc này thì Tôm đã tích được khá nhiều cung giờ rồi. Tuy nhiên thì số lạc đà của 9x vẫn đang làm khó Tôm ở cả hai nơi. Bốn lạc đà của 9x lúc này vẫn đang quẩn xung quanh nhà của Tôm. Vâng, một con lạc đà của Yugi đã vòng từ hướng nhà của Hoàng Mai Nhi lên rồi. Hôm trước nhà của 9x thì rất kín, tuy nhiên thì từ hướng nhà của Hoàng Mai Nhi lên thì chưa hề được bo bế gì cả. Vâng, úm được rồi. Vừa rồi một pha vẩy e bắt lạc đà của Tôm. Vâng, một khoanh ruộng khá đẹp phía trên nhà của 9x lúc này không còn dân để làm nữa. Lạc đà của Yugi đã giết hết số dân này rồi. Vâng, cung R của Tôm vừa mới tới nhà của 9x. Tuy nhiên 9x cũng khá nhiều lạc đà ở nhà. Tôm không hề dám lao vào. Vâng, lạc đà của Yugi, một đội khá đông chui vào nhà của 9x cùng với cả cung R của Tôm. Chị đang phải chống chọi với hai nhà, một nhà cung của Tôm và lạc đà của Yugi đang hợp công để tấn công vào nhà của 9x. Nhưng số quân em đang thủ ở nhà khá nhiều. Vâng, một hướng tấn công do Tôm để cung, một hướng tấn công lạc đà của Yugi. Số lạc đà của Yugi thì đã bị tiêu diệt gần hết. Và lúc này thì số quân của 9x đang rất đông.
Time của chiến lúc này là 41/40. Vâng, cung của tôm đang vào từ hai hướng. Vâng, cung A của Hoàng Mai Nhi đã tới. Hoàng Mai Nhi đã đẩy cung A ra sát nhà của 9X. Tham của 9X lúc này là 44/52. Vâng, một lần nữa thì tôm lại đẩy thêm một tên cung nữa. Tham của 9X lúc này là 45/60. Chúng ta sẽ dạo một chút qua màn hình game thủ còn lại bên phía của Hà Nội và Song Long. Vâng, đây là màn hình của Tuti. Tham chém lúc này còn 24/48. Long Keng, tham Babylon lúc này là 74/92. Để cho Long Keng khỏe như này thì các game thủ bên phía của Liên Quân Indoor và Thái Bình sẽ rất vất vả. Vâng, còn Hoàng Mai Nhi, Hoàng Mai Nhi tham lúc này đã là 81/92 rồi. Chúng ta sẽ theo dõi màn hình của Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang đẩy một đội cung rắn trước nhà của 9X. Tầm xa của Minoan lúc này đang là 83/92. Xin lỗi bạn, là tầm xa đang là 703 và tham đang là 83/92. Hoàng Mai Nhi đang cơ cấu thêm ruộng. Vâng, 9X đang đi tiên phong. Lúc này còn nhà của tôm bên phía của Liên Quân là rất khỏe. Sau đó thì các thành viên của Hà Nội đang có hướng tấn công sang nhà của tôm trước. Vâng, 704 rồi, mắc tầm xa. Cung A Minoan sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hợp quân rồi, trên bản đồ con chúng ta có thể thấy Long Keng cũng đang tấn công. Vâng, liên tục với những pha bắt quân dọc đường, tôm đã tấn công lên. Yugi Sumerian lúc này thì cũng đã chuyển cung rồi. Hoàng Mai Nhi đang đẩy cung sang để đỡ nhà cho 9X. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng map phát triển của Long Keng này là quá khủng rồi. Để cho Long Keng phát triển như thế này thì sẽ cực kỳ tai hại cho các thành viên bên phía của Liên Quân. Những tên cung R rất lớn của tôm đang tấn công lên. Tuy nhiên trên bản đồ con chúng ta có thể thấy nhà của tôm thì đang bị 9X công. Vâng, đội cung của tôm đang bị ốp làm hai mặt. Cung Aminoan đang tạo thế gọng kiềm và bắt đội cung của cả Yugi và tôm. Tham của Hoàng Mai Nhi tăng nhanh lên 94/96. Quá khủng. Hoàng Mai Nhi đã tiêu diệt gọn gàng đội cung của Yugi và lúc này thì đang dồn nốt đạo cung của tôm. Vâng, một pha giải e. Sam cung A Minoan phủ rất dài, do đó các con cung R của tôm khó lòng mà thoát được. Số cung còn lại của tôm đang cố gắng lao xuống nhà của Minoan. Tuy nhiên cung ở nhà của Minoan lúc này đang nở ra. Tham của Hoàng Mai Nhi lúc này là 99/116. Cung A Minoan đã phủ kín phía trước rồi. Nhà của Long Keng lúc này thì đang phát triển cực kỳ bá đạo. Vâng, tham của Hoàng Mai Nhi đang nở ra nhanh chóng. Trên này 9X đã phải chịu sự tấn công của rất nhiều nhà trong thời điểm đầu. Do đó thì tạo điều kiện cho Hoàng Mai Nhi cùng với cả Long Keng trong cánh phát triển. Tham của Hoàng Mai Nhi lúc này là 119/128. Tham của Hoàng Mai Nhi lúc này là 123/128. Tham đang nở rất to. Tuy nhiên tổng tham lúc này đang cân. Lady Aga bên phía của Liên Quân tham cũng đang vô cùng to. Để Lady Aga cầm trịch thì cũng là một điều rất đáng sợ. Lúc này thì Hoàng Mai Nhi đang tạo thế tấn công sang nhà của màu đỏ. Tham của Hoàng Mai Nhi tăng lên 130/140.
Vâng, ở nhà của Hoàng Mai Nhi thì lúc này thì một đội cung khá lớn của mùa 4 Yugi đang tấn công vào và đang chấn giữ VA. Tuy nhiên thì đội cung của Hoàng Mai Nhi đang mang lại tấn công cũng vô cùng lớn. Chúng ta sẽ dạo chút xem nhà của Long Chấn Đời lúc này thế nào rồi. Vâng, Long Kang đã lên 4. Long Kang đã lên 4 thành công, tham 116 trên 140 Babylon. Bắt đầu có những turn hot đầu tiên. Vâng, quả thực để cho Long Kang phát triển châu trong cánh như vậy thì vô cùng nguy hiểm cho các thành viên bên phía của Liên Quân. Long Kang bắt đầu đẩy những turn hot Babylon đầu tiên. Tham tăng lên 126 trên 140 rồi. Vâng, Babylon đã có khá nhiều hot rồi. Long Kang bắt đầu đẩy quân. Vâng, có lửa rồi. Cung lửa đã khắc lửa. Gỗ rất nhiều. Vâng, và Lady Aga cũng đã có hot rồi. Lady Aga đã lên bột và đang vân cùng với đồng đội bắt tơn quân của Long Kang. Đúng đó thì tơn hot khá đông của Long Kang đã lao xuống. Rất đông hot khắc lửa. Hợp quân của ba quân cung lửa bên phía của Liên Quân đang đỡ tơn quân của Long Kang. Tham của Long Kang lúc này là 122 trên 168. Vâng, trận đấu đầu tiên của C đấu đã vô cùng gay cấn rồi. Tờ hot phũ phàng của Long Kang đang càng lướt bản đồ. Tờ hot thứ hai, Tuti Long Kang sẽ đẩy xuống nhà của Tuti và lượn ở hướng nhà của bán chim. Khi mà hướng đó nhà của Lady Aga đang công. Tham của Long Kang lúc này là 129 trên vâng 134 rồi, tăng liên tục. Vâng, tướng hot của Long Kang đang xuống quản lại nhà của bán chim. Chúng ta sẽ theo dõi trận đẩy đề 4 của Long Kang. Long Kang đẩy đề 4 thì cũng rất kinh nghiệm. Vâng, đầu tiên là bắt nhà của bán chim, để cho bán chim không thể có thể phát triển và bơm được. Vâng, Tuti cho son cũng đã lên 4 rồi. Tuti chắn chiếc cửa nhà của Long Kang và cũng đã lên 4 thành công. Rất nhiều nhà BA đang được vậy. Vâng, và mùa 1 đã có hot, xin lỗi bạn là đã có hot kẹp với cả pháo to. Sumerian Reliaga đã có pháo to. Đội hot của... Vâng, và đội hot của Long Kang đã không dám manh động nữa rồi. Vâng, hợp cung R của cùng với TV đang cố gắng đẩy nhà của Minoan, tuy nhiên không thành công. Vâng, với thế bài hiện tại thì lúc này Chinix lên 4 sẽ là khỏe nhất. Chinix sang sau khi lên 4 thì sóng đôi sẽ cực kỳ tuyển. Lúc này thì nguy hiểm nhất đó chính là đội quân của Long của Lady Aga. Lady Aga đang đẩy hot cùng với cả pháo to. Do đó thì những con hot của Long Kang khó lòng mà có thể quản được. Do đó thì cần phải có những quân cận chiến tuyển để có thể tấn công nhà của Lady Aga. Hàng của Long Kang tăng lên 165 trên 200, đang phủ bản đồ và bơm cho đồng đội. Trận đấu đầu tiên đã cực kỳ gay cấn rồi. Các thành viên của hai bên lần lượt lên 4. Tuy nhiên bên phía của Liên Quân thì lúc này bắn chim tham siêu nhỏ. Có các thành viên bên phía của Hà Nội và Song Long lúc này đều tham đang khá khá.
ba nhà đã lên 4. Ồ không, Hoàng Mai Nhi tham rất khỏe, tuy nhiên lúc này vẫn chưa lên 4, đang phủ cung A, đang đánh thuần cung A. Vâng, mà để có kế hoạch bền hơn thì Long Cang đã đóng BL, chắc chắn là sẽ nâng đạp đôi để lực đánh bền hơn. Tham của Long Cang lên 171/200. Chúng ta có thể thấy rằng là Long Cang cướp vàng tốt như thế nào. Tấn công vào nhà của Lady chăng rất khó, bởi vì kiểu gì Lady cũng thủ pháo to. Lady thì kiểu gì cũng có pháo to cài ở nhà, do đó thì Long Cang khó lòng mà có thể móc máy được từ những hướng bên phía ngoài. Lúc này thì Long Cang chỉ, theo tôi thì chỉ có tấn công nhà của màu 4 và đẩy vào nhà của tôm thôi. Còn nhà của Lady Aga thì buộc lòng là phải kết hợp. Lady Aga đã khá đông hot rồi. Đội hot rất to của Lady Aga vừa mới bắt đội hot của Long Cang. Tham Long Cang này là 175/200. Tôm vẫn đang trâu cung R. Tôm đang cực kỳ trâu cung R để đỡ các tướng quân của đối phương, giành vàng cho đồng đội chăng? Bởi vì Phoenician thì lên 4 thì cũng khá phí. Vâng, BB thần rồi. Z của Tuti đang đi lẻ. Vâng, lại thêm sọc đôi của 9x nữa. 9x cũng đã đầy sọc đôi rồi, còn đã có hai anh nhà áp sát tuyển rồi. Vâng, BB chảy. Hot Long Cang sẽ trợ. Và 9x thì đẩy cái sọc đôi cực khỏe. Rất khó cho Liên Quân có thể đỡ được ở tân đấu này rồi. Cho Son đang đẩy quân, Long Cang hỗ trợ. Long Cang đã tới. Vẩy rồi. Một pha vẩy e của Tuti để hỗ trợ cho Long Cang bắt quân. Vâng, mà sọc đôi của 9x cũng đã tàn phá trong nhà của Lady Aga rồi. Aga đang đẩy quân vào giữa nhà. Sau khi tấn công nhà của Lady Aga xong thì tổng hợp quân sẽ tấn công sang nhà của Tom. Vâng, pháo to đã bị phát hiện rồi. Sọc đôi đang lao vào. Lúc này thì các game thủ bên phía của Hà Nội đang có tất cả những quân khác để tiêu diệt quân bên phía của Liên Quân. Trận đấu vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Tham của Tuti đang tăng lên chóng mặt. Tuti được đẩy lên thẳng BB thần và lúc này thì đang đẩy ùn quân vào nhà của đối phương. Quân của quân thủ trong nhà của Lady Aga cùng với cả Tom vẫn đang cố gắng thủ ở con dốc đường lên nhà của Tom. Tuy nhiên thì ở ngay trước mặt trên bản đồ con chúng ta có thể thấy một đội cựa sọc đúng của 9x đúng. Dòng chảy màu bạc đang chảy thẳng vào nhà của Tom. Vâng, rất khó rồi. Hot quá lớn của Long chắn đời và 9x thì đã lao rồi. Cung A của bắn chim lúc này cũng đã có vào thủ ở trên nhà. Bắn chim đã chui ra đằng sau nhà đồng đội của bà, đã sinh ra được con cung A rồi. Vâng, xong mã ở 9x đã rồi. Ốp rồi. Pha ốp tổng hợp của các thành viên bên phía Hà Nội. BB cùng với cả sóng đôi và hot của Baby. Tham của Tuti vẫn đang tăng lên chóng mặt do sóc BB liên tục. Vâng, tham của Tuti tăng lên 127/140.
Tuy nhiên là tham BB do đó thì các đơn vị quân là double. Toàn bộ khu làm ăn của các thành viên bên phía Liên Quân đã bị choán ngập các màu bên phía Hà Nội rồi. Vâng, các thành viên bên phía của Liên Quân đã bị đẩy nát nhà rồi. BB của Tuti đẩy rất phũ phàng. Lúc này thì lại chỉ còn một khu làm ăn cuối cùng ở trong góc 9 giờ. Đó là khu làm ăn mới của Bán Chim cùng với cả tượng Yugi. Các đơn vị quân bên phía của Hà Nội vẫn đang lùn kéo vào chó. Vâng, đội hot siêu to của Long Keng. Bắn chim cũng đã lên 4 và đẻ rồi. Đã đẻ ra cả pháo, pháo bẹt cùng với cả cung A đang thủ trên nhà. Vâng, tuy nhiên thì về dân số làm ăn thành viên bên phía của Liên Quân đã bị diệt rất nhiều rồi. Các thành viên bên phía của Hà Nội đang chiếm vàng rất nhiều vàng, hầu như đã chiếm cả bản đồ vàng rồi. BB đẩy quá phũ phàng. Phonesian cũng đã ra sọc đôi. Vâng, như vậy là tôi đã đi sai rồi. 1-0 cho trận đấu đầu tiên. Ngay trận đấu đầu tiên đã vô cùng gay cấn và hấp dẫn rồi. Chúng ta chờ ít phút đến với trận đấu thứ hai của trận đầu tiên.